Bi. Đi nghe không được đâu nha bà mẹ, không được đi nghe, không đi. Nè nè nè. Biết. Cứ vô là bà say bay bố mẹ nha. Không. Thì ngủ một cái buổi trưa cái à, đi ăn ăn buổi trưa một cái nè, nhớ ăn hết bịch nhau tôi đưa nha, uống nước nữa. Rồi xong mẹ tới đón liền. Ha. Nước mắt. Nước mắt đâu? Tự nhiên mới nói chuyện hơn nước mắt quá gì trời. Ủa sao đứa nào nó hay lắm. Trời ơi bố mẹ đừng khóc nha. Bill đi học cái nhà gia đình vui lắm. Đâu nước mắt đâu? Say rồi coi nước mắt coi. Đâu? Ôi đừng có chét cho nó đỏ mắt hết nè. Ông được đi đâu? Đi không được đi về nha. Trời trời trời. Chứ đó người già rồi nè, người ta đâu cho ở lại học đâu. Có mà. Biết có nhiều bạn lắm. Ở đó có toàn là fan không à. Là friend nè. Không. Có rainbow friend nè, science friend. Trong đó chắc cũng có nhiều người thích giống như con rainbow fan với chơi Roblox, Roblox gì đó đi. Nhiều đứa chơi lắm á nha. Rainbow fan hả? Ừ. Ta nói con mơ con có tài trợ xích đua đó, con hỏi fan đó. Có hả? Ờ, con hỏi fan Rainbow fan đó. Rồi nó có không? Không. Chị Alibaba này nó nói này, sợ quá. Sợ quá. Do đây mình có bạn mới, do trường này có nhiều bạn. Rồi mình sẽ nói chuyện từ từ, hỏi bạn thích về game gì đó. Robot. Bill chơi cái game đó đó. Robot chơi gì vậy? Robot chơi gì vậy? Đây mày nói trước.